Tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Was just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. Thank you.
birthday. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. I feel.
có sự có bác công văn là em rất tóc ngắn như là tân hôi, nhưng mà nói chuyện thì là dễ chuyện, dễ chia sẻ. Thì sau đó thì anh và em cũng có cũng có gặp gỡ, có đi xem phim, có đi ăn uống, đi dạo, thì chia sẻ. Cảm thấy là hai đứa có nhiều hơn, nhiều cái sở thích giống nhau, và nhiều cái khó cùng cái quan điểm. Thì càng lúc thì em cảm thấy là em rất là quan trọng với anh. Rồi sau đó thì hai đứa yêu nhau. Và hôm nay là đại sứ của hai đứa. Thì cuộc sống sau này sẽ có nhiều thứ, sẽ có nhiều tranh cãi, có mâu thuẫn. Thì anh hy vọng là hai đứa sẽ cùng vượt qua và từ hôm nay hai đứa là anh hy vọng hai đứa sẽ bắt đầu cuộc sống thoải mái, vui vẻ, an nhiên. Dạ là anh yêu em rất nhiều. Anh thấy em rồi. Anh sẽ xuống dẫn em lên nha. Perfection.